Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gấp cái hình con bươm bướm như thế này. Với hình bươm bướm như thế này thì các bạn có thể làm với kích thước tùy ý nha. Cái kích thước này các bạn có thể làm theo sở thích của mình. Bạn nào mà làm xong những hình như thế này, các bạn có thể sâu thành các chuỗi, các dây dài, ấy để mình làm treo ở cửa sổ rất là đẹp nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì nguyên liệu chính là giấy và kéo thôi. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một hình vuông có kích thước là tùy chọn nhá. Đây là hình vuông như thế này. Sau đó thì các bạn gấp đôi tờ giấy lại như thế này. Rồi tiếp đó thì các bạn gấp đôi như thế này nữa. Các bạn trở ra này. Sau đó thì các bạn tương tự làm như vậy cho đến được, chúng ta sẽ được cái hình như thế này. Ok, đây là hình vừa chúng ta vừa gấp xong. Rồi sau đó các bạn gấp đôi hình lại, dùng kéo cắt lượn một đường vòng như thế này nhá. Để tạo hình cánh bướm. Rồi các bạn, sau khi cắt được thì chúng ta sẽ dở ra, gấp như thế này. Các bạn lật lại mặt sau này. Kéo ngược, gập ngược cái hình ở đây nhá. Sau khi đó, được hình như thế này này, chúng ta sẽ gấp như thế này. Lật ngược lại, kéo cái hình tam giác này, tạo độ nó hơi cong lên như thế này nha. Đó, rồi các bạn lật ngược lại như thế này, gập tiếp vào. Rồi đặt ở tâm, ở đỉnh cái hình tam giác nhỏ mình vừa gấp này, gập đôi nó lại như thế này. Đó, như vậy là chúng ta đã được một hình con bươm bướm nhỏ như thế này rồi. Rất là dễ đúng không ạ? Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu bươm bướm như thế này nha. Các bạn xong thì có thể ứng dụng vào nhiều cái ứng dụng khác nhau, ví dụ như treo cửa sổ này, hoặc là đặt lên các tấm thiệp, rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.